Chim cảnh đất Việt xin chào tất cả các bạn. Trong video này các bạn đang nhìn thấy là mẫu lồng họa mi giả tứ xuyên. Đây là cái mẫu lồng mình rất là thích. Nó có thể dùng nuôi họa mi, nuôi khứu hoặc các bạn có thể nuôi chè. Và ngày hôm nay thì mình đang ngồi cắt cầu lắp móc cho các bạn đây. Cầu này là cầu nứa tàu này. Đấy. Móc tàu luôn này. Nặng gương này. Tất nhiên là hàng bình dân thôi, tuy nhiên thì nó cũng rất là chắc chắn, bền đẹp. Đây. Cầu này là mình rất thích này. Đấy. Nó có độ nhám ở đây luôn này. Dùng chỉ mài đi một chút là được. Đấy. Móc này là loại móc tàu nhá. Móc cái lốc tàu rất là chắc chắn, bền. Đây là nậm hương. Đấy. Như là mình đang lắp vào cái lồng này này. Đấy. Và đây, đây là cái áo lồng này. Áo thì mình đặt may vải đẹp luôn. Đấy, các bạn đang thấy đấy. Mặt trong và mặt ngoài đều như nhau cả. Đấy. Không bao giờ lo chim bị mắc móng mà lại rất là yên tĩnh cho chim. Màu đỏ đẹp. Đấy, dày dặn. Đấy. Dùng phù hợp cho cả mùa đông, mùa hè. Đấy, đều là hợp lý. Rất là mát, không quá nóng mà lại rất là tốt cho những chú chim họa mi của mình. Thì riêng với những chiếc lồng này thì ở nhà mình thì mình chuyên dùng cho họa mi, cho khứu. Đấy, như các bạn thấy trong rất nhiều video clip mà mình đã quay và chia sẻ đấy. Thì mình xin nói một chút là tại sao mình lại hay dùng lồng này và mình lại bán và chia sẻ với tất cả các anh em. Mình thấy được rất nhiều ưu điểm của nó. Các bạn đã biết là chim cảnh đất Việt của mình thì đã bán chim và nuôi từ rất nhiều năm rồi, sử dụng rất nhiều loại, bán từ chim mọc đến chim thuần. Thì hiện tại mình mới thấy rằng là gì, đây là những chiếc lồng mà có rất nhiều ưu điểm mà mình có thể là mình sử dụng được rộng rãi. Thứ nhất, với cái lồng giả tứ xuyên này này, nó rất là nhẹ nhàng, các bạn thấy nó nhẹ lắm đấy, rất là nhẹ. Và đường kính mình thấy hợp lý cho cái lồng giả tứ xuyên này, như mình vẫn đang sử dụng là đường kính 34 nhé. Như thế này là 34 này. Tất nhiên là người làm có thể họ làm 30, 32, 36 gì đó, nhưng mình thấy hợp lý nhất là size 34 đấy. Và các bạn thấy đấy, đây là cỡ lồng mà nó làm tương đối là kỹ. Hàng bình dân như vậy làm rất là kỹ, độ bóng này. Mình thích ở một đặc điểm này nữa, đó là gì? Cái lồng nó rất dễ để sử dụng. Đây, các bạn thấy đây. Đấy, kéo lên kéo xuống thôi. Đấy, rất dễ sử dụng. Đơn giản như vậy đẹp. Thứ hai là cái form lồng bây giờ ấy, thì như nhà mình ấy, đặt làm ấy, là nó rất là hợp lý. Các bạn thấy này, trước đây cái cầu sẽ đặt ở tầm này và cao lên trên này, tầm khoảng hơn một gang tay. Đấy là phù hợp để chúng ta có thể nuôi những con chim bổi. Nếu con chim nào mà hay dẫy chim bổi ấy, đấy, thì chúng ta nuôi ở lồng này thì tuyệt vời rồi. Nó sẽ vừa thuần được con chim, nhanh thuần, nhanh hót hơn, đặc biệt với họa mi và cả khứu. Đấy, mình đã nuôi khứu rất nhiều, các bạn thấy trong video các bạn đã thấy rồi. Một cái ưu điểm nữa của chiếc lồng này đó là chúng ta có thể nuôi được những con chim thuần ở trong này. Đấy, sách đi dãi dược, sách đi chơi, rất là tiết kiệm được cái diện tích và rất là nhẹ nhàng. Đấy. Và với chiếc lồng này thì thường họ thiết kế cái áo lồng hai khóa như thế này. Đấy. Các bạn biết là nó hai khóa mặt vuông ở trước cửa này. Đấy, mặt vuông ở trước cửa thì các bạn có thấy rằng là gì? Khi chúng ta mở như thế này thì chúng ta có thể nuôi hơi nhốt được những con chim ví dụ như bổi chẳng hạn, và chúng ta thuần trong này rất là dễ. Đây là một trong ưu điểm vượt trội hơn hẳn so với chúng ta thuần bằng hộc. Thì qua quá trình mình nuôi nhốt ấy, thì mình mới thấy rằng là gì, chúng ta thuần bằng con chim bằng cái lồng tròn như thế này, kích cỡ vừa phải như thế này, lại rất dễ nhanh thuần chim, nhanh thuần, nhanh hót, dễ dàng vệ sinh, tháo lắp, dễ dàng cho chim tắm hơn là so với hộc. Những năm trước đây ấy, thì khi mình thuần chim bằng cái hộc ấy, thì nó có một cái nhược điểm, đó là gì, con chim ta nuôi trong hộc tới 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng hoặc có thể lâu hơn đã tương đối là đứng thuần rồi. Nhưng khi có những con khó tính mình cho ra chiếc lồng tròn thì con chim tự nhiên nó lại mà không quen rồi thì nó lại nhảy như bình thường. Đấy, do vậy là chúng ta thuần ngay từ ban đầu bằng chiếc lồng tròn như thế này và sử dụng cái áo mặt vuông như thế này nhé. Áo mặt vuông thì rất là hợp lý để chúng ta thuần con chim và độ cao từ cầu lên lóc đảm bảo yêu cầu. Đấy, rất là hợp lý. Do vậy là mình qua quá trình mình sử dụng mình thấy rằng nó rất nhiều ưu điểm như vậy, và nhiều ưu điểm hơn hẳn kể cả nuôi chim mọc lẫn chim thuần, và thuần chim tốt hơn rất nhiều so với bằng thuần bằng hộc.
Vậy mình xin chia sẻ các bạn như vậy để chúng ta có thể thấy rằng là gì? À, đây là một trong những chiếc lồng bình dân mà chúng ta có thể sử dụng nó rộng rãi được. Đấy. Thì một chiếc lồng như thế này sẽ bao gồm áo lồng vải đẹp này, móc đi lắp cầu đậm hương mình lắp sẵn đây rồi, cầu này cống đầy đủ cả đây, dưới này có khay phân này, đấy, lắp sẵn ở đây rồi, rất dễ dàng vệ sinh và rất dễ dàng sạch sẽ. Thế thì bạn nào có nhu cầu có liên hệ trực tiếp với Chim Cảnh Đất Việt theo số điện thoại 0944114410 hoặc là 0908070555. Mình ở 274 Đình Công, Hoàng Mai, Hà Nội và có ship hàng toàn quốc. Các bạn theo dõi thêm trên kênh YouTube Đất Việt Chim Cảnh hoặc là theo dõi thêm trên website www.chimcanhdatviet.com và mình có cái Facebook Cám Chim Đất Việt hoặc là Chim Cảnh Đất Việt đấy. Các bạn có thể vào đó tương tác với mình nhé. Quay rất là chi tiết cho các bạn để các bạn xem đây. Thế vừa rồi là mình chia sẻ với các bạn tại sao mà chúng ta sử dụng cái chiếc lồng này để chúng ta nuôi thuần hóa những chú chim rất là tốt, kể cả nuôi chim thuần cũng tốt. Mình thích ở cái này nữa đó là gì? Nó rất là thoáng. Đấy, các bạn thấy đấy, chúng ta quan sát con chim rất là dễ dàng ở đây, thoáng lắm, mà lại dễ dàng chúng ta sử dụng. Thêm một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của Chim Cảnh Đất Việt. Hy vọng các bạn luôn ủng hộ mình trong khoảng thời gian tới. Xin cảm ơn tất cả các bạn.